Thì câu chuyện đổi mới và thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, gắn kết người nông dân để chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm ngày một quan trọng đối với người nông dân cũng như ngành nông nghiệp. Đó là lý do mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thí điểm thành lập các hội quán nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với các thành viên có chung 5 tiêu chí, cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng trách nhiệm, cùng hưởng lợi. Hoạt động chính của hội quán là tổ chức các mô hình trình diễn sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, cùng thỏa thuận hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp. Mặc dù chỉ mới thành lập vào cuối tháng 12 năm 2019, hội quán Bơ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức đã thu hút 23 thành viên và duy trì sinh hoạt định kỳ là một tháng một lần. Hội quán không chỉ là sân chơi mới cho nông dân mà còn góp phần thúc đẩy hình thức tổ chức sản xuất liên kết có hiệu quả ở nông thôn. Toàn tỉnh hiện có khoảng 103 hectare trồng bơ, tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ. Nhằm giúp nông dân trồng bơ của tỉnh gắn kết với nhau, có cơ hội trao đổi thông tin kinh nghiệm trồng, chăm sóc, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thành lập hội quán bơ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với 23 thành viên tham gia. Họp bàn chuyện lựa chọn cây giống, cách trồng, chăm sóc bơ hay chia sẻ kinh nghiệm để có sản phẩm tốt, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, cùng thỏa thuận hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp là những nội dung được bà con nông dân đem ra bàn bạc thảo luận tại các buổi sinh hoạt của hội quán bơ. Việc thành lập cái hội quán bơ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó là cái việc thành lập để kết nối những bà con nông dân là cùng trồng bơ của ở trong địa phương và của huyện và những cái huyện lân cận ở cái huyện Châu Đức này. Và tôi muốn cái hội thành lập cái cốt lõi cái chủ yếu của nó là để cho bà con là giao lưu nè, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm và cái kỹ thuật canh tác là trồng bơ để làm sao tạo được cái sản phẩm nó chất lượng hơn, nó đạt chuẩn hơn và nó có một cái vùng nguyên liệu tốt. Tham gia hội quán, nông dân không chỉ được trao đổi những kinh nghiệm sản xuất, tìm kiếm những cơ hội làm ăn mới, mà đây còn là địa chỉ giúp bà con nông dân trồng bơ kết nối doanh nghiệp, tìm thị trường tiêu thụ lâu dài cho sản phẩm bơ của địa phương. Cũng có một phần là mình muốn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với bên hội quán. Rồi mình muốn là tham khảo các loại bơ giống, rồi mình kiếm cái đầu ra cho cây bơ mình. Từ khi có hội quán của bơ của Thái Dương, anh em cũng thường tập trung trao đổi kỹ thuật, rồi truyền những ý việc làm, rồi chăm sóc bơ, rồi nó có hiệu quả cho nhau để mình học hỏi thêm, để có cái năng suất cao hơn ngày xưa. Với sự hỗ trợ của các ngành chức năng, trong các buổi sinh hoạt, tới đây hội quán sẽ mời các nhà khoa học hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật canh tác mới, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để tiết kiệm chi phí sản xuất và đáp ứng yêu cầu thị trường, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời hướng tới phát triển các loại hình hợp tác liên kết hiệu quả, liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và gắn kết với các siêu thị trong tiêu thụ sản phẩm. Từ hội quán bơ, tỉnh hướng tới xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giúp người dân từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tư duy kinh tế nông nghiệp.